Hôm nay trời lạnh lắm. Ngồi lạnh hay bếp lửa thì sẽ rất là ấm. Ở hiện tại ở phía ngoài là khoảng tầm 10 độ C, 9 độ C. Ừ. Có thể kiểm tra được cái nhỉ? Xem bao nhiêu độ C. Chị xem thì như 10 giờ tối nay còn xuống đến 4 độ C nữa ấy. Rất lạnh cả nhà ơi. Ừ, rất là lạnh. Nói ra khói luôn đấy các bạn ạ. Nói ra khói, khói chui ra từ cái ăn cơm. Khói chui ra từ cái ăn cơm đấy đấy. Ôm có 8 độ thôi cả nhà ơi. 8 độ, rất là lạnh. 8 độ C. Như ở trong tủ lạnh luôn. Tối nay chắc là sẽ xuống khoảng tầm chị xem 5 độ C cũng nên. 5, 4, 5 độ. À chị ơi, em quên bắt tay chị. em rất là vui được hôm nay được đưa chị đi tham quan không gian phố cổ cũng như là giới thiệu những món ăn ẩm thực của vùng cao và quảng bá được hình ảnh của người đồng bào vùng cao nơi đây. Cảnh chị thấy, cảm nhận của chị như nào về cảnh đẹp Hà Giang, con người nữa, về con người cuộc chị sống? Chị thấy Hà Giang thật sự là mà nói là như tiên cảnh, đẹp tiên cảnh. Đẹp đến mê hồn luôn ấy. Chị rất thích những cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Thì lên đây đúng thật sự mà nói là thiên nhiên rất là hùng vĩ, phong cảnh cho đến khí hậu thì trong lành. Mặc dù lạnh nhưng mà người dân ở đây thân thiện, cảnh vật thì gần gũi thân quen, thành ra là cái cảm giác có cái sự ấm áp. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Thật sự là nhân duyên các bạn ạ. Bạn ngoài đã được nghe cái ca khúc của áp Bảo viết. Thực sự mà nói là lên đây mới biết áp Bảo là tác giả của ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam. chắc là chị đã được nghe, nhưng mà có nhiều người là cứ nghĩ là một tác giả mà có những bộ râu rất dài, niên đại chắc khoảng tầm 70 tuổi. Đúng người rồi. Người ta thường nói thế là nhạc sĩ là phải già. Nhưng Apao là một nghệ sĩ bình thường, bình dân, gọi là nghệ nhân thôi. Em cũng không phải là nhạc sĩ. Cây đa cây đề gì, Apao là một người gốc Nghệ An, ở Tân Kỳ, Nghệ An. Và lớn lên thì cũng ở Nghệ An. Năm 2009 thì Apao lên vùng cao Hà Giang và Apao đóng đô ở trên này luôn. Và bởi vì cảnh đẹp Hà Giang nó cuốn hút cho Apao. Và hơn nữa là con người cũng như phong tục tập quán, bản sắc bản địa. Và đặc biệt là có những cô gái vùng cao rất là xinh đẹp. Và Apao cũng đã mến thương và lại là cũng xây dựng cuộc sống ở trên vùng cao và không về Nghệ An nữa. Làm rể vùng cao luôn rồi đấy. Không chính vì thế mà mình vẫn yêu Nghệ An với Hà Giang ngang nhau. Bởi vì là hai quê. Bây giờ Apao vẫn yêu Nghệ An, Apao vẫn sáng tác về Nghệ An rất là nhiều. Có thậm chí còn sáng tác về Quảng Bình này, còn về Hà Tĩnh này. Quảng Bình thì Apao sáng tác về ca khúc Quảng Bình Yêu Thương, chuẩn bị lên sóng ở trên kênh YouTube của Apao. Với Hà Tĩnh quê ơi cũng được anh Vũ Thắng Lợi hát. Và đặc biệt là ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam thì đã rất nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng. Nghe hay. Chị bản thân chị cũng là quê ở Nghệ An nhưng mà quê mẹ chị cũng là ở Hà Tĩnh. Thành ra là rất là thích nghe những cái ca khúc này. Là rất là nhân duyên. Nhân duyên, đúng rồi, rất là nhân duyên. Thế thì hôm nay em cũng không biết nói gì hơn, em có thể tặng hát mộc với đàn guitar. Hôm nay mượn đàn của chủ nhà nhé, không phải đàn của Apao nhé. Đàn của quán luôn đấy. Qua đánh đứt dây rồi chưa? Hay. Hôm qua chắc là đi uống rượu à? Đúng rồi. Hôm qua sinh nhật, ngày thân mến này. Hôm qua là sinh nhật Apao, hôm nay là đúng là nhân duyên được gặp nhà chị Bản Lạ. Thì Apao xin phép được gửi tới chị Bản Lạ. Bản ngoại, chị Bản ngoại. Bản ngoại. Chị Bản ngoại. Hôm nay là rất là nhân duyên của nụ cười cuộc sống. Apao và hôm nay được gặp chị Bản ngoại. Bản ngoại. Có kênh YouTube là Nụ Cười Cuộc Sống. Chị ở Nghệ An và cũng rất là vui được hát tặng chị. Mà thực ra Apao thì lúc nào cũng khê, mà giọng về hát về sông Lam thì nó khê, nó đặc trưng. Hôm nay em xin phép được hát tặng chị với cả nhà trên kênh YouTube của Apao cũng như là của chị ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam. Là một câu chuyện tình của Apao ngày xưa, nhưng bây giờ thì nó là thành một câu chuyện, là câu chuyện thật của Apao. Apao được viết câu chuyện thật à? À đúng rồi. Câu chuyện thật của Apao thì Apao mới viết bằng cảm xúc, chính cảm xúc của Apao 2 giờ sáng. Đó, lúc mà nhớ quê hương, nhớ người thương, nhớ. Thực ra là mình chỉ thương thầm nhớ trộm thôi, mình không phải là thương. Yêu là bảo là anh sẽ yêu em, cưới em, mà anh chỉ hẹn ước là anh sẽ về với em thôi. Mà
răng anh nọ về nọ về bên em, có nghĩa là mình thương trong cái từ thương trong đó cái... là có rất nhiều thương, thương mến này, thương nhớ này, thương yêu này, mình chỉ thương đến cái mức độ là thương thầm nhớ thương trộm nhớ nhưng mà nói lên là yêu thì cũng chưa đến mức độ là để yêu yêu nhiều hay là yêu như thế nào, lúc đấy chưa định hình được là cái tầm tuổi 16, 17, 18 là cái tuổi mà son của một người con gái cũng của một người chàng trai rất là bỡ ngỡ. Và sau đây Apao xin phép gửi tới cả nhà rằng một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh nhớ bên buồn. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Sẵn củ khoai mồ hôi chát mặn, thương anh rồi nhớ đợi nghe em. Cứ chiều về cánh cò lùi bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong. Rằng anh nọ về bên em, nọ về nọ về. Vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lệ trông bò mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diều gọi trắng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đó xưa. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh nhớ bên ngồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng về. Một câu vì anh chào, nửa câu vì em thương. Củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn, thương anh rồi nhớ đợi nghe em. Cứ chiều về cánh cò lùi bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi cô vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy trông bò mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Núi Hồng ơi, đó là duyên tình, người ơi thương nhớ, nên anh đi tìm câu vì sống. Rất là hay. Lần đầu tiên hôm qua Báo khê rượu này.
thực ra mình hát cũng cái dòng nhạc dân gian xứ Nghệ thì cảm xúc lúc nào cũng tràn đầy cuộc sống, cảm giác rất yêu và nhớ quê rất thương, yêu rào rạt luôn, không vô bờ bến, không bao giờ, lúc nào cũng tràn đầy chị ạ. Mà hát về cái mối tình mà ngày xưa cũng thực sự là cái mối tình này cũng không phải là riêng A Páo mà có thời các cụ nữa, những chuyến đò mà đưa các cựu thanh niên xung phong đi chống Pháp chống Mỹ, hay là những chuyến đò chiều mà ngày xưa người ta sang sông, thì tất nhiên là những cái chắc chắn phải có những chuyện tình từ những dòng sông Lam rất là nhiều từ thời các cụ. Và A Páo nghĩ là đúng cái cảm xúc của nhiều người, cảm xúc của rất là nhiều người, nhiều thế hệ khác nhau. Đúng rồi. Như từ các cụ từ 70 tuổi trở xuống là vẫn nhắn tin cho A Páo mà con sau con A Páo trẻ tuổi mà lại sáng tác bài nhạc già thế mà cụ còn yêu luôn. Cụ còn muốn lên Hà Giang để gặp A Páo để A Páo hát như hôm nay được hát cho chị bạn là bạn ngoại. Bạn ngoại hôm nay được hát cho chị bạn ngoại. Rất là vui. Mà nghe nói là chị là ở Hà Tĩnh nhỉ? Chị với mấy anh chị em đây đều ở Hà Tĩnh, quê ở Hà Tĩnh. A Páo này đang nói giọng Bắc, em nói giọng Nghệ An nhé. Nói giọng Nghệ An đi. Em xin phép được tặng chị bài Hà Tĩnh em vừa sáng tác luôn. Rồi nhá chị nhá. Ca khúc là Hà Tĩnh quê ơi. Hà Tĩnh quê ơi. Lời thơ là Phòng thơ. Phòng thơ là của anh, là người bạn của em ở quê. Thì em xin phép được gửi tới cả nhà để cả nhà cùng biết. Và thực ra A Páo về Hà Tĩnh được đúng một lần. Một lần A Páo về quảng bá du lịch cho Hà Giang, về Cam Hà Giang. Và sau đây ca khúc về Hà Tĩnh thì A Páo cùng sáng tạo với cảm xúc của A Páo thôi. Và sau đây A Páo xin được gửi tới cả nhà cũng là một câu chuyện tình rất đẹp của chàng trai cô gái. Của chàng trai cô gái người Hà Tĩnh. Tuổi thơ anh, tuổi thơ anh, mẹ ru bên cạnh phòng, gió đung đưa cây khế sau nhà, để người đi nặng hai sương, ơi quê mình nhút mặn cà chua, có bao giờ anh viết được vần thơ, trước mắt anh là trời xanh là biển rộng, đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con thẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy khô, dòng sông Lam chảy từ dòng lá ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ, anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê cha, Hoành Sơn thiên ngon vượt qua ngàn bão tố, Đồng Lộc ơi mười bông hoa bất tử, vì vu thiên cầm tàu anh ra khơi, vì vu thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ gỗ quê anh viết được vần thơ, được
mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con đến người vai mẹ gầy khô. Dòng sông Lam chảy từ dòng lá, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Sa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê cha. Hoành sơ thiên ngang vượt qua ngàn bão tố, đồng lộc ơi mười bông hoa bất tử. Vì vu thiên cầm thầu anh ra khơi, mình mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê. Quá A Báo ạ. Chị thấy A Báo hát về Hà Tĩnh được không? Hát về Hà Tĩnh rất là hay, ấm áp và ngọt ngào. Chắc là A Báo nữa. Lâu lắm không hát về Hà Tĩnh, không hát về Nghệ An, nhưng mà chất giọng thì vừa Hà vừa vùng cao để kết hợp với vừa dân gian Nghệ An. Thực ra cái này là mình ở sống ở đâu thì mình sẽ phải hát về chất ở đó. Kết hợp với cái giọng điệu của Nghệ An với pha lẫn của núi rừng thì A Báo được thừa hưởng là cả hai thì hòa quyện vào nhau thì cho nó mộc mạc đơn sơ. Mộc mạc đơn sơ nhưng mà cũng rất là mới lạ. Hay A Báo ạ. Ở đó. A Báo có hát được cái bài ấy không? Bài quê ơi à? Quê ơi thì A Báo nghe nhưng mà A Báo chưa hát. Chưa hát. Nhưng mà A Báo có vừa sáng tác xong bài Quảng Bình này. Quảng Bình. A Báo đi hết miền Trung đi nhỉ? Đến Quảng Bình nãy. Đi đến Quảng Bình. Ca khúc Quảng Bình yêu thương cũng là lời phỏng thơ của Quốc Anh. Quốc Anh là bạn của A Báo. Người Hà Tĩnh hả? Người bạn ở Hà Tĩnh nhưng mà cũng rất yêu mọi miền Tổ quốc. Một hôm là A Báo có anh Thắng Lợi bảo là em có sáng tác được về bài ở Hà Tĩnh không, Quảng Bình không? Thì A Báo để em thử sức xem. Nhưng mà cũng chưa một lần nào về Quảng Bình. Nhưng mà mình cũng đắm chìm vào một cảm giác nào đó để mình vẽ ra một câu chuyện cuộc đời có thật là một chàng trai đến từ mọi miền Tổ quốc mà không biết là chàng trai nào, nhưng mà vô tình gặp một cô gái ở Quảng Bình và nghe từ câu ca, từ giọng hát của một cô lái đò ở Quảng Bình. Cảm giác rất 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 mộc mạc, rất chân chất, rất rất yêu thương mà rất là cuốn hút người nghe, mà nó đậm chất quê hương. Mà ở Hà Tĩnh thì nó là một miền quê đầy nắng gió và cái vất vả của cái gió Lào, mà lúc mà về mùa hè mà cái mùa đó thì chắc chắn thì ai đến thì sẽ rất là nóng cháy. Nhưng mà cái tình cảm của một chàng trai khi gặp cô gái thì nó bừng dậy, mà cảm giác xua tan được những cái nắng cháy của Quảng Bình. Mà sau đó chàng trai và cô gái thương thầm, nhớ thầm và yêu luôn từ lúc nào không biết, mà có nghĩa là yêu từ ca, từ giọng hát của cô lái đò thôi mà. Mà giữa cô gái lái đò là người thương luôn, làm người thương đó luôn. Là câu chuyện của A Báo vẽ ra về theo dệt. Không phải là một câu chuyện của chàng trai nào cả, mà A Báo nghĩ về A Báo vẽ ra bức hình đó, bức tranh đó, câu chuyện để A Báo viết về Quảng Bình. Và sau đây A Báo xin gửi tới cả nhà luôn. Cả nhà cùng nghe nhé. Quảng Bình yêu thương, em hát điều hò hoan. Chiếc thuyền trôi đưa anh về Nhật biển êm ru, ai đánh cá ngoài khơi.
em tăng non ba đồn, anh gửi niềm thương. Có khi mô anh về nhận lệ, đào yên chiều nay trông ngóng người đi. Hoàng Bình yêu thương, em hát rằng còn xưa. Cả trăng mênh mông trưa hè chảy bóng, sông xanh đôi bờ, trăng soi đôi bờ, sông danh đợi chờ ai. Quảng Bình yêu thương, em hát rằng còn xưa. Biển hạt chiều ní đưa anh về thì miếng câu miếng trầu, anh đón người thương yêu nhau ta hát. Quảng Bình biển em vui, ai đánh cá ngoài khơi. Em tặng nón ba đồn, anh gửi niềm thương. Có khi mô anh về Nhật Lệ, đào yến chiều nay trông ngóng người đi. Quảng Bình quê hương, em hát rằng còn duyên. Cả trăng mênh mông trưa hè chảy bóng, trăng soi đôi bờ, sông danh đợi chờ ai. Quảng Bình yêu thương, em hát điều họ khoan. Biển hạt chiều ní đưa anh về lệ thủy, trăng soi đôi bờ, sông danh đợi chờ ai. Quảng Bình yêu thương, biển hạt chiều ní đưa anh về lệ thủy, miếng câu miếng trầu, anh đón người thương yêu nhau ta hát. Quảng Bình yêu thương, yêu nhau ta hát. Quảng Bình yêu thân mến, do là sức khỏe của A Páo là do uống rượu thôi, hôm qua cũng rất là vất vả về cổ họng, bởi vì là hò hét nhiều cho nên giọng ca nó như khàn khàn này đấy, khàn này là hay đấy chị ạ, khê khê của núi rừng nhưng mà vẫn chất Nghệ An. Chắc là A Páo xin phép được hát một bài về Bác đi, bởi vì sắp sửa Tết rồi mình phải ơn Đảng ơn Bác rồi. Thì A Páo sinh ra và của Nghệ An thì là rất là cảm xúc khi nói về Bác. Người là niềm tin thất tất thắng, người là ánh sáng đem lại cho ấm no hạnh phúc cho nhân loại. Thì ca khúc này cũng chính là ca khúc mà em hát đầu tiên khi em mới Việt Hàn. Khi em mới Việt Hàn là em hát bài này đầu tiên. Người về thăm quê, hai chị em hát chung nhé. À được. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm hoang tru quê mẹ và làng sen quê cha. Sông đông bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất em mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cửa đỏ, gặp lại tình người trong trang thơ nguyên du, gặp lại vị quê trong hương cố mùa thu. Hồ Chí Minh
bao kỷ niệm. Hồ Chí Minh, người để lại quê hương nỗi nhớ không ngơi. Đi giữa ân tình giữa bát ngát hương sen, một người ra đi là ngàn người mong đợi và ngàn năm không quên. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh phòng xưa ru tiếng ngọt ngào. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cờ đỏ, gặp lại tình người trong trang thơ nguyên du, gặp lại vị quê trong hương cốm ở mùa thu. Hồ Chí Minh, người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm. Hồ Chí Minh, người để lại quê hương nỗi nhớ không. À, khi hát về Bác mà mình cảm giác mình xúc động rưng rưng nước mắt thì em thì cũng rất là xúc động khi ngồi cạnh chị là của quê hương mà mình hát những ca khúc về xứ Nghệ, cảm giác rất là mộc mạc mà mình cảm giác như mình đang ở quê. Giống như mình được gửi gắm cái tình yêu của mình về quê hương ấy, thì sẽ mang theo cái nỗi niềm, cái tấm lòng của em về quê mình. Em nghĩ là chương trình của chị em mình là một cái chương trình hôm nay rất là đặc biệt. Thì và sau đây A Báo sẽ quý vị thân mến, hôm nay rất là đặc biệt được gặp chị ở đây, thì A Báo có đôi lời chúc chị là có một chuyến du lịch trải nghiệm này trên chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang thật sự vui và đầy ý nghĩa, và cũng rất là vui được gặp chị ở đây. Hẹn chị có một dịp nào gần nhất thì A Báo sẽ về thăm quê hương và thăm chị hương và cả nhà. Hôm nay cũng là nhân duyên lên đây thì vừa đúng với cái ngày sinh nhật của A Báo. Đúng rồi. Chị cho nên là không chuẩn bị được gì hết, nhưng mà rất may chỉ có một món quà mà chị yêu thích. Chị hy vọng là A Báo cũng sẽ yêu thích nó, bởi vì không có gì chuẩn bị cho nên là đây, lấy cái mà mình thích tặng cho A Báo nhé. Cái này là một cái đồ công nghệ mà bạn ngoại rất là yêu thích đó. A Báo lại tự nhiên tặng quà đúng ngày sinh nhật rất là vui. Ngày sinh nhật, đây là món đồ rất là công nghệ, hy vọng là A Báo thích. Rồi bạn ngoại tặng lại cho A Báo nhé. Em cảm ơn rất nhiều. Có thể nhờ các anh chị có thể chụp ảnh cho A Báo với chị bạn ngoại một kiểu ảnh để A Báo nhận quà đấy. Rất là vui. IOP. Cảm ơn chị rất nhiều. Đây là công nghệ, là đây là cái loa hay là cái gì nhỉ? Đây A Báo nhìn có thể giống cái loa không? Có thể nó, cái loa mini. Đúng, giống cái loa mini đấy. Chứ không phải. Nó thực ra nó cũng là cái loa đấy. Nhưng mà A Báo mở đi. Cái kính này. Cái kính này rất là hay ở chỗ là giúp cho A Báo cả nhà đây là chống nắng và nghe nhạc. Cần A Báo cũng không ít khi đi chống bụi bởi vì có nồi cơm điện rồi. Không nào cũng ốp cái mũ bảo hiểm là kín hết. Hôm nay lại được tặng kính này. A Báo thử cái xem cho mọi người xem cả nhà A Báo có đẹp trai không? Giống thầy bói xem voi không? Đây A Báo xin phép được A Báo thử đi. Cũng là lần đầu tiên được có một người phụ nữ mà yêu mến A Báo mà tặng A Báo món quà mà ý nghĩa này. A Báo xin phép được đeo nhé. Em bảo thử đi. Cái này là nó như nào chị? Em cái này là A Báo có thể kết cái này là kết nối với điện thoại của A Báo. A Báo có thể chạy xe trên đường á, có điện thoại A Báo không cần cô ấy không cần đưa điện thoại ra nữa, mà A Báo chỉ cần đặt tay vào đấy thì là A Báo nghe và nói chuyện với ấy luôn.
Đó. Chỉ cần sờ vào là được. Sờ vào là được. Cả nhà nhà xem A Páo nhìn có thấy giống giống thầy bói xem voi không? Cả nhà thấy A Páo đeo cái đeo bên ngoài đeo thử cho A Páo xem, nó bên ngoài đeo rất là đẹp. Đấy. Bên ngoài vừa mới đặt nó về. À, bên ngoài xinh hơn. Đấy, thấy chưa? Cả nhà thấy thế nào ạ? A Páo thì không biết là có ra hình hài gì không. Thực ra cái này là một cái sản phẩm mà cả nam cả nữ đều dùng được. Thì nó rất là tiện lợi, tiện lợi cho A Báo chạy xe máy, A Báo không cần phải lôi điện thoại ra nữa. A Báo cảm ơn chị bạn ngoài rất nhiều. A Báo có thể gọi bạn ngoài luôn đi, bỏ chị đi luôn cũng được. Bạn ngoài đi, bởi vì mọi người vẫn thường gọi gọi chị là bạn ngoài với một cái nickname thân thương như vậy đó. A Báo cảm ơn bạn ngoại rất nhiều. Bỏ từ chị đi nhỉ. Ừ đúng rồi. Nếu mà nói cho nắn A Báo mà gặp bản ngoại thì lỡ may mà gọi nhầm em thì làm thế nào? Nếu mà không quen nếu thì quen, lỡ may đúng gọi rồi. Nhầm, bởi vì chị cũng rất là xinh đẹp nhỉ. Chị có người thương chưa? Có người yêu chưa? Chị còn chưa có người yêu đây này. Chưa có người thương luôn. A Báo nghĩ là chị có rất nhiều người thương và có rất nhiều người yêu. Với chị của chị rất là đáng yêu và rất là tình cảm ấy. Bạn ngoại cũng mong rằng là qua kênh Nụ Cười Cuộc Sống của bạn ngoại thì sẽ được mọi người yêu mến và đón nhận. Cả nhà thân mến, trong không khí mà vui vẻ của chuẩn bị đón chào năm mới này thì A Báo xin phép được hát một bài để cảm ơn cái tình cảm giữa bản ngoại tặng cho A Báo với một cái kính Bluetooth, gọi là Bluetooth top để A Báo có thể nghe nhạc và chạy xe cho nó an toàn. Rồi rất là vui, em sẽ đặt ở đây và em xin phép được để bên ngoài để vào đây cho em. Ca khúc cũng chính là ca khúc của A Báo sáng tác, ca khúc Thẩm Mã Đèo, là ca khúc nói về con đèo Thẩm Mã Đèo hay là Mã Pí Lèng à? Của cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang đi từ Yên Minh. Nó là cửa ngõ của cao nguyên đá. Nó là một con đèo giáp danh với Yên Minh. Sát ủy ban xã Lũng Thầu với Bài Lùng, với giáp tiếp giáp với xã Phú Cáo, là cửa ngõ của cao nguyên đá. Ngày xưa người ta lấy sức ngựa để người ta thồ những chuyến hàng lên cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang. Thì người ta phải chọn những con ngựa tốt, thì khi những con ngựa tốt mà vượt được đèo Thẩm Mã, tức là Thẩm Mã Đèo, người ta sẽ giữ lại để nuôi và để thu hàng. Nhưng những con ngựa mà không có sức mà lên hết đèo hoặc là gục ở giữa đèo thì người ta sẽ cho vào đồi thắng phố, và những chợ phiên là nơi hò hẹn của những chàng trai uống rượu ngô ăn thắng phố. Và ca khúc đó cũng chính là ca khúc mà A Báo sáng tác để tặng học trò của A Báo là cậu bé mù tên là Di, để động viên tinh thần cho cậu bé học trò A Báo là cũng như một con ngựa thồ, có một đầu, có một cái đầu thông minh và một cái sức khỏe phi thường để vượt được đèo trong cuộc sống cũng như là mọi thứ. Ca khúc rất là ý nghĩa các bạn ạ. Và hôm nay chúng ta nghe A Báo hát trước, sau đó ngoài sẽ ghi lại những cảnh đẹp. Thẩm Mã Đèo lượn vòng quanh con nơi đài ngàn đá xa. Hay quá. Hay. Giữa núi rừng đường đào khoe xa như chỉ hồng trên đá. Chàng trai mi tu Mù say say lò say say hậu chứ hậu mê Đi nhanh về nhanh ta uống hậu mê Thắm mó đeo lượn vòng quanh con đã xa, giữa núi rừng đường đau quê gió như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mùi tu mù say say lò say say hậu chứ hậu mê mê vượt dốc đèo vượt gió ngàn thắm mã đèo nghiêng núi.
của bát ngang trời, tặng tiếng khèn bay trong gió, thức sắc thời trăm má đeo, nghe tiếng lòng bao lưu luyến, lời hứa khèn mùa xuân về. Trên đá u chàng trai mi tu mù say say lò say say mù say say lò say say hậu chữ hậu mê mê đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hậu mê mê vượt tóc đẹp vượt gió ngàn thấm má đèo nghiêng nghiêng núi bát ngang trời vang tiếng khèn bay trong gió thức sắc thời tâm má đeo nghe tiếng lòng bao lưu luyến lời ước khèn mùa xuân về ơi. Chị nghe chị có toát mồ hôi không? Nghe như đang được uống rượu say ấy. Nghe nhạc mà cảm giác như là mình đang phi ngựa. Đúng rồi, như đang phi ngựa trên thảo nguyên ấy, trên cao nguyên ấy. Thật là tuyệt vời. Bảo cũng không biết nói gì hơn, nhưng hôm nay là rất là vui. Em cảm ơn món quà đặc biệt đến từ bạn ngoại. Và hơn nữa là năm mới A Páo chúc bạn ngoại cũng như là kênh YouTube Nụ Cười Cuộc Sống càng ngày càng phát triển và sẽ giúp được giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa trên mọi miền của Tổ quốc cũng như là ở Nghệ An nói riêng và cả Việt Nam nói chung. Chúc chị và cả đoàn team gọi là đoàn team mình, ekip của mình có một sức khỏe dồi dào. Xin chào tạm biệt chị. Cảm ơn em Bảo rất là nhiều. Nhà sức khỏe Mu Sai. Chúc cả nhà sức khỏe, Mu Sai.